Hai Lúa kính chào tất cả mọi người. Thì mấy ngày Tết vừa rồi, mấy ngày Tết Hai Lúa được rảnh rỗi một hai ngày. Thì lúc rảnh rỗi con người ta sinh nông nổi. Hai Lúa mới suy nghĩ về vấn đề học cắt may online, có nghĩa là học gián tiếp, không phải học trực tiếp một thầy một trò, học qua mạng. Thì Hai Lúa lướt qua thì Hai Lúa nhận ra một điều. Hiện nay ở trên YouTube có rất nhiều nhân tài, người ta dạy, người ta hướng dẫn nghề. Thì một số người nếu mà sử dụng điện thoại thành thạo đó, thì Hai Lúa không nói. Hai Lúa làm video này là để dành cho những người lúa giống Hai Lúa, sử dụng điện thoại không có thành thạo và cũng không có cập nhật được những cái xu hướng mới, những cái sự kiện mới nó xảy ra. Cầm một cái chiếc điện thoại thông minh ở trong tay nhưng mà không có biết gom kiến thức của thế giới về để học. Thậm chí khi mà có tìm ra được nữa thì cái khả năng tiếp thu nó bị hạn chế. Bởi vì cũng khờ khờ giống Hai Lúa. Cái bản chất là Hai Lúa, cái bản chất là lúa lúa. Thì ngay cả có một cái thứ tốt ở trong tay thì cũng không biết làm sao. Cộng thêm với lại vẫn còn nhiều người cầm tiền đi học nghề. Để rồi không học được gì mà mất tiền, hoặc học được chút ít, trong khi đó phải đánh đổi lại một cái thời gian dài làm việc cho thầy. Có những vị là mong cho đệ tử ở học càng lâu càng tốt bởi vì được việc. Thậm chí còn cả nấu cơm quét nhà, rất là xót lòng. Rồi khi mà biết xài điện thoại, đi lên YouTube cũng không biết tìm ai để học, và khi tìm rồi thì nó ra một đống, cũng không biết chọn thầy để học. Và Lúa khuyên những người, có nghĩa là cái suy nghĩ của mình đó nó ngắn quá và nó bộc trực quá, có nghĩa là thật thật đến thô. Ví dụ như trước đây học một ai đó không tiếp thu được, không hiểu được, không làm được. Đến bây giờ tìm thấy được một người học được, tiếp thu được và làm được thì lại giống như là kể tội cái người trước. Thì như vậy nó sẽ không hay.
Bởi vì nếu mà mình đến một cái người thầy mới mà mang lại lợi ích cho mình đó, thì mình không cần phải kể lể những cái chuyện đó cho cái người thầy mới nghe đâu, và nó cũng chẳng mang lại cái lợi ích gì. Bởi vì những cái đó là những cái chuyện nó xảy ra không hay với mình. Và cái chuyện nó xảy ra rồi, mình kể cho cái người khác nghe thì nó cũng chẳng mang lại lợi ích gì. Mà nếu gặp một cái người bộc trực thẳng thắn, người ta không thông cảm thì người ta sẽ đánh giá mình là cái kiểu có mới nới cũ rồi nói xấu người cũ. Thực chất là cái bản chất của mình rất tốt, rất hiền lành và thật thà đến thô ráp. Thì Lúa nhắc lại video này là Lúa dành cho những người hiện nay lên YouTube, lên mạng, không biết tìm được ai để học. Thì Lúa rảnh rỗi một hai ngày Tết, thì đây là những cái người mà hai Lúa sắp nói ra đây á, là đang hoạt động ở trên YouTube và Facebook á. Thôi để Lúa nói một cách hai Lúa cho nó dễ hiểu nhất, để rồi phát âm theo tiếng Anh tiếng U nó chẳng giống ai, rồi thiên hạ lại cười vô mũi hai Lúa nữa. Thì hai Lúa góp ý với những người lúa lúa khờ khờ nè. Hiện nay hãy là người Việt Nam và nói đến cắt may, thì hầu hết hai cái món mà mọi người quan tâm nhất và nặng lòng nhất, và những cái người có tiền mà muốn bỏ tiền ra để có được một cái nghề gọi là hơn người á, thì người ta cũng tốn nhiều tiền nhất, đó là cái món áo dài và cái món vest tông. Đối với người nghèo á thì đi học cũng nhắm vô hai cái món đó để học, không có tiền cũng vay mượn hay làm cách nào để đủ tiền đi học. Còn cái người giàu thì sẵn sàng bỏ ra một cái số tiền rất là lớn để học được hai cái món nóng hổi đó. Thì một vòng Lúa lướt ở trên web Facebook, YouTube, thì Lúa thấy nổi trội ra một số người sau đây. Nếu mà mọi người thử tìm giống cái cách hai Lúa làm, hai Lúa sắp làm ra đây, để cho mọi người tìm được một cái người thầy mà mình học vừa miễn phí mà mình vừa biết được nghề, thì cái video này nó có một chút lợi ích, nó cũng khiến cho hai Lúa an ủi được phần nào. Thì bây giờ Lúa nói trước cái món áo dài ha. Cái món vest tông thì thật ra để mà tìm được một người thầy mà học miễn phí đó thì hiện tại rất hiếm. Và nếu tìm được á thì để tìm ra một vị thầy giỏi và làm đúng chuẩn vest tông á thì cũng hiếm luôn. Mà giả sử tìm được rồi đó thì để cái người thầy mà dạy hết nghề cho mình đó thì cũng hiếm luôn. Có cái món áo dài thì Lúa thấy
kha khá người, dạy hết nghề, dạy hết những cái gì mình biết. Thì bây giờ lúa nói trên YouTube nổi trội. Thứ nhất á, là một người thuộc về, có nghĩa là lúa nghe thôi, chứ còn những cái bài giảng của người này thì thật sự lúa chưa được xem, và mà lúa đã không xem, đã chưa xem chứ không phải là không xem, đã chưa xem thì lúa cũng không biết chất lượng cỡ nào. Nhưng mà qua những lời đồn đại của tất cả mọi người đã từng học cái người này á, thì họ bảo là rất là đáng để học. Và lúa cũng tận mắt thấy, là bởi vì có một vài người đi học thầy này. Rồi bây giờ để lúa vào trong cái trang. Bây giờ mọi người cũng nhìn cái cách lúa làm nha, nhìn cái cách lúa làm để mà bắt chước làm theo ha. Bây giờ lúa sẽ vô cái trang ẩn danh. Có nghĩa là mình vào cái Google Chrome á mọi người. Đây nè, vào cái này. Đó. Vào cái hình tròn tròn ba màu nè. Để lúa khoanh những người không hiểu nha. Đây. Vào cái hình này. Đó. Rồi. Bây giờ lúa sẽ gõ vô YouTube. À, nó rồi đăng nhập hả? Đăng nhập thì không được rồi. Để lúa kéo xuống coi có không. Bởi vì lúa phải vô trong này. Bởi vì nếu mà vô trong cái app mà mình cài đó, cái app YouTube á, cái hình tam giác đỏ đỏ, hình tam giác trắng ở trong cái ô màu đỏ của mọi người trên điện thoại ai cũng có đó, thì cái đó gọi là cái app. Thì cái app đó là lúa đã đăng nhập, có nghĩa là mình đăng nhập tài khoản rồi thì nó sẽ hiện ra những cái mình thích thôi. Còn lúa vào đây á, là để cho giống như là nó chưa có đăng nhập gì hết, nó mới tin luôn á, để mọi người dễ hiểu. À đây, youtube.com. Đó. Thì mọi người làm giống như lúa làm nha. Thì cái vị thầy mà lúc nãy lúa nói đó, giờ đầu tiên á là mọi người nhìn thấy cái hình kính lúp, đúng không? Khi mà mình vô cái trang YouTube rồi á, mình thấy cái hình kính lúp nè. Đó. Thì ở bên này nè, ở bên này nè, là cái ô để cho mình gõ vô, mình tìm kiếm bất cứ cái gì ở trên YouTube. Đó. Thì cái vị thầy mà vừa rồi lúa nói đó, gõ vô tìm kiếm nha, là thầy Lê Bá Khánh. Là thầy này dạy rất nhiều thứ nha, nhưng mà một số người
một số người may thành những cái chiếc áo dài cũng rất là đẹp. Thì Lúa thấy nếu mà bỏ cái tầm tiền đó mà đi học về để làm được một cái sản phẩm như vậy đó thì cũng xứng đáng. Là học từ thầy Lê Bá Khánh này, có nghĩa là những em đó đóng tiền một khóa học áo dài trong 7 ngày, mỗi người là 5 triệu, hình như là vậy. Nếu Lúa có nhớ nhầm thì mọi người bỏ qua nha. Thì do chính miệng của các em đi học này á, đó mình gõ chữ vô xong rồi mình bấm vô cái hình kính lúp nha. Mình gõ chữ xong rồi mình bấm vô cái hình kính lúp ở đây nè. Nha. Đó. Rồi bấm vô xem coi cho ra cái gì đó. Thì bắt đầu cho ra cái hình của thầy Bá Khánh nè. Thấy không? Thì đây là cái kênh nè, cái kênh của thầy nè. Cái kênh của thầy nằm đây nè. Lý do là Lúa không dám bấm vô video là sợ nhiều khi video nó quảng cáo đồ này nọ đó, rồi dính bản quyền YouTube xóa cái video này của mọi người. Đó. Thì bây giờ mình bấm vô cái kênh của thầy nha. Đó. Thì cái kênh của thầy nó có một, bây giờ mình muốn biết thầy có bao nhiêu cái video thì cái mục mà mình đang xem này nè là nó nằm ở trang chủ. Khi mà đi vô kênh của một người rồi á là mình phải vô cái phần này, cái phần video nè. Đó, mình xem coi cái người đó có bao nhiêu cái video nha. Rồi bây giờ Lúa chuyển qua, bây giờ nè, cái kênh của thầy là nằm trên cùng đúng không? Đó. Rồi, bây giờ mình vô cái mục video, mình xem coi thầy có những cái video gì và tổng cộng bao nhiêu cái video thì nó hiện hết lên trên này. Thấy không? Đó. Thì Lúa giới thiệu cái món áo dài nha. Cái món áo dài thì những người đã từng bỏ tiền ra đến gặp xin học, xin thầy này học đó, thầy Lê Bá Khánh, nhưng mà trên cái kênh là để là Bá Khánh Lê, thì Lúa nghe kể là mỗi người 5 triệu đồng học trong vòng 7 ngày hay là 2 tuần gì đó, Lúa nhớ không rõ, nhưng mà về là đều mở tiệm được hết, đều mở tiệm, đều may lấy tiền công khách được hết, và đặc biệt là may cho những người có đức tin ở bên công giáo á. Thì đa số là những người này ăn mặc rất là kỹ. Mà những em này đi học thầy Lê Bá Khánh về thì may rất là ngon lành. Thì Lúa lướt một vòng, Lúa thấy thầy có rất nhiều, à không phải rất nhiều mà là một số video thôi. Thì những cái video này mỗi video là nói về một món hay là một cái thủ thuật. Thì thôi, những cái này là những cái miễn phí, thì thầy dạy cái gì đó thì mọi người cố gắng học học cho tốt. Mỗi một cái video là một chiêu thức. Thì mọi người cố gắng học. Như thầy có một cái video nè, học cắt đầm vest váy áo quần áo dài nam nữ toàn tập chỉ có 600k nha, chỉ có 600k, quá trời nhiều món luôn. Đầm vest váy váy áo quần áo dài nam nữ chỉ 600k đó, mọi người thấy đó. Thì có số điện thoại của thầy đây luôn nè, đây nè, cái chỗ này nè, Lúa đang đọc cái chỗ này nè, đó có số điện thoại của thầy luôn đó. Thì mọi người
thử liên hệ với thầy coi, biết đâu có duyên rồi thầy sẽ giúp đỡ ha. Rồi, đó là người thứ nhất là lúa chưa xem video của thầy này, nhưng mà lúa nhìn tận mắt những cái sản phẩm mà những cái em mà đến học thầy này về đó là đều là mở tiệm làm tốt ha. Rồi bây giờ người thứ hai, quay trở về đi. Quay trở về YouTube nha. Rồi, bây giờ người thứ hai luôn muốn giới thiệu tới nữa mà nó nổi trội ở trên YouTube hiện nay đó. Thì cô có rất nhiều video nói về áo dài. Và dĩ nhiên là xem video trên YouTube thì là miễn phí, không có mất đồng nào. Chỉ có mất cái tiền mà trả tiền nạp cạc xài 4G hoặc là tốn tiền internet wifi, chứ còn xem video YouTube thì là không đúng đồng nào rồi. Thì để Lúa gõ nha. Lúa giới thiệu một người nổi trội và có rất nhiều video nói về áo dài, hướng dẫn cách áo dài, đó là áo dài Phương Loan. Những người mà hay lên mạng để học đó, thì chắc cũng không có lạ gì cô này đó. Cái kênh của cô hiện ra đó, tổng cộng cô này có 267 video, kinh khủng không? Một số lượng video không phải là nhỏ, mà toàn là những cái video là dài không nè. Rồi bây giờ cái này là trang chủ ha, đó mọi người ghi nhớ nha, áo dài Phương Loan. Và cái phong cách của cô này á là trên cái tiêu đề á của video là cô hay để cái số điện thoại đây, cô hay để cái số điện thoại đó. Thì mọi người liên hệ với cô coi xem cô có giúp đỡ người nghèo gì hay không, hay là có dạy miễn phí gì hay không. Cái đó là học trực tiếp nha. Còn những video trên YouTube này thì Lú nghĩ á, nếu mà mọi người cố gắng chịu khó xem hết những cái video này của cô á thì Lú nghĩ cũng làm được đó. Ha. Đó, trên cái kênh này của cô là có bao nhiêu nhỉ? 267 video. Thấy không? Đó. Đó là người thứ hai về cái món áo dài. Thì cái cô Phương Loan này Lúa nghe nói là ở Bình Dương. Ở Bình Dương và là cũng là một giảng viên. Một giảng viên hay một giáo viên gì đó. Thì mọi người xem video, mọi người sẽ cảm nhận được là người ta có cái phương pháp sư phạm hay không. Xong rồi cái kiến thức và cái khả năng truyền đạt mọi người có dễ hiểu hay không. Thì mọi người cứ xem thử, mình vào YouTube mà mình xem thì nó đâu có mất tiền đâu, chỉ mất thời gian thôi. Thì cố gắng, mọi người cố gắng. Đó. Còn ai nữa không ta? Rồi, đó là hai cái nhân vật nổi trội về cái chiếc áo dài. Nha. Thì mọi người thử vào làm cái cách giống hai Lúa rồi tầm sư học đạo xem coi thế nào. Với cái số lượng 267 video này thì nếu mà học hết từng này video thì Lúa nghĩ là nghề cũng giỏi rồi đó.
không cần phải tốn tiền đi đâu nữa cho mệt nha. Tiếp tục bây giờ sẽ đến gọi là không phải nào mà món nào cũng biết, thì Lúa đang khoái một người và cũng đề xuất với mọi người, đó là gì? Cái kênh có cái tên hơi dài dài, Đam mê may vá Hana Nguyễn nha. Bây giờ mình gõ vô xem coi, gõ cái chữ Hana Nguyễn không thôi. Coi nó có ra không. Đó, có. Mọi người thấy chưa? Đam mê may vá Hana Nguyễn đây nè. Thì cô này có 217 video và Lúa được biết là gần đây hình như cô không có làm YouTube nữa, không có hướng dẫn nữa. Lý do là chuyển mục đích kinh doanh hay là làm một cái việc gì đó. Và hình như cô cũng sắp quay trở lại để làm YouTube để cống hiến cho mọi người rồi đó. Thì Lúa khoái cái bà này là bởi vì bà cũng hai lúa, cái phong cách rất là hai lúa nhưng mà đa năng, hình như là làm rất, hình như là cái nổi bật nhất là về đồ bộ và áo kiểu. Thì bây giờ vào thử cái kênh của cô nhé. Cái kênh này là 64.000 người đăng ký á mọi người. Là 64.000 người đấy. Đó. Thì dạo gần đây là cô hay up những cái video giới thiệu về những cái kiểu mẫu quần áo. Đó, là bởi vì gần đây hình như cô không có thời gian để cô dạy nữa. Đó, thì đây là những cái video cô hướng dẫn. Ha. Rồi, bây giờ mình chuyển người tiếp theo. Nhớ nha, đam mê may vá Hana Nguyễn. Đây, 217 video. Nếu mọi người học hết từng này video thì Lúa nghĩ là cũng biết nghề rồi đó. Mọi người đợi Lúa một chút, Lúa đổi cái ghế. Cái ghế này ngồi nó ê quá. Ơi. Rồi, người tiếp theo Lúa muốn nói đến đó là Lúa có xem qua những cái video của cái cô này. Cô này Lúa nghĩ còn trẻ, trẻ hơn Hana Nguyễn. Đó là dạy cắt may Thái Nguyên. Dạy cắt may Thái Nguyên, tìm đó. Ủa sao ít vậy ta?
Trước đây Lúa có từng xem qua chỉ có 38 cái video thôi, nhưng mà là có tận 45,6 nghìn người. Có nghĩa là 45.060 người. 45.060 người. 45.060 người đăng ký theo học. Thì lúc có xem qua video của cái chị này làm thì rất là dễ hiểu nha, và làm video cũng rất công phu đó. Và video của cô này hình như là người nước ngoài vào xem cũng khá nhiều. Đó, toàn là vài chục hoặc là vài trăm nghìn lượt xem mỗi video, thì mọi người biết là nó có một cái hiệu quả như thế nào đó, người ta mới xem nhiều như vậy. Xong ha, đó là dạy cắt may Thái Nguyên, thấy chưa? Rồi một người nữa gọi là bậc thầy lâu năm, đó là Huyền AZ Nguyễn. Lúa nghe nói đây là một giảng viên chuyên ngành thời trang, và cô mở rất là nhiều lớp để đào tạo. Huyền AZ Nguyễn, để tìm nha. Huyền AZ đó, mọi người thấy chưa? Đây, cô có đến 487 video. Nhưng mà cái lượt người đăng ký là chỉ có mười mấy nghìn người. Lúa nghĩ là chắc lý do là cô dạy trực tiếp nhiều quá. Bốn trăm tám mươi bảy video. Trong khi dạy cắt may Thái Nguyên hồi nãy là chỉ có 38 video mà tận bốn mươi mấy nghìn người đăng ký theo học. Thì mọi người cứ vào thử hết nha, mình đâu có mất tiền đâu. Cứ theo chân hai lúa tìm những cái vị thầy này để mình xem coi ai dạy cho mình dễ hiểu nhất và mình dễ thực hành tốt nhất thì mình học theo. Rồi, tiếp tục sẽ tìm kiếm ai đây, để lúa gạch bỏ bớt những cái người đã từng ấy nha. Nãy giờ mình đã từng vào tìm ấy. Rồi, bây giờ Lúa sẽ mời mọi người theo chân hai lúa tìm gặp cái người mà vừa hướng dẫn cắt và vừa hướng dẫn may. Đó là kênh YouTube Thợ May NB. Lúa gõ thử không dấu coi nó có ra không nha. Thợ may NB. Đúng ra chữ NB này là phải viết hoa, nhưng mà lúa gõ thường luôn thử xem có nó có ra không.
Đó. Thì anh này có 89 cái video. Và anh này ảnh hướng dẫn cắt và may luôn. Đó. Thì bây giờ mình xem sơ lược trên trang chủ nào, thấy cái túi mổ ảnh mổ đẹp không? Đây. Thấy cái túi mổ ảnh mổ đẹp không? Đó là kỹ thuật may đó. Xong rồi, ảnh hướng dẫn cắt quần nè, thấy không? Đó. Hướng dẫn may lưng Mỹ rồi nè. Thấy không? Trai dây kéo rồi nè. Thì kênh anh này cũng có một lượng người nước ngoài vào xem nhiều đó. Và Lúa thấy anh này hướng dẫn cũng rất là tận tình, tỉ mỉ và thực tế. Tốc độ cũng không có nhanh quá. Rất là dễ học. Rồi, xong ha. Thì bây giờ mình tìm người tiếp theo cũng là một người đàn ông. Đó là Hoàng Sơn Design. Hoàng Sơn Design. Nơ. Designer. Rồi, tìm. Đó. Đây là cái kênh của thầy Hoàng Sơn Designer. Có 135 video và 45,6 nghìn người đăng ký. Cái lượng video nhiều so với các mày Thái Nguyên, và cái lượng người theo học là tương đương. Thì bây giờ mình xem coi ảnh hướng dẫn cái gì. Đây là những cái video nổi trội nằm ở trên trang chủ nè. Đó. Như là cách váy liền thân nè, hướng dẫn cách cách đầm cổ vuông nè, đầm tay nhúng nơ nè, đầm xếp ly nè. Hình như là thầy này là chuyên về đầm thì phải. Rất là nhiều video hướng dẫn cắt may đầm ha. Rồi, người tiếp theo đó là Lê Fashion. Lúc thấy cái người này rất là chuyên nghiệp theo cái kiểu là nhà thiết kế ở nước ngoài á, nhưng mà Lúa không rõ là cô này ở đâu. Đó, cái tên kênh rất là dài là Lê Fashion, hướng dẫn cắt may thời trang, có 134 cái video. Người đăng ký thì bị ẩn đi rồi. Thiết kế đầm xếp ly hộp nè, cực tôn dáng. Rồi hướng dẫn cắt đầm xòe 180 độ, hướng dẫn làm rập đầm cơ bản, thiết kế đầm xếp ly. Đó, thì mọi người tìm và nghiên cứu hết 134 cái video của cô này. Lúc thấy cô này làm video rất là chất lượng nha. Cố gắng học nha. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục ba người mà Lúa thấy vừa nổi trội ở trên YouTube và nổi trội ở trên Facebook. Đó là thỏ con hay tho con gì đó. Rồi mẹ nhím cắt may mẹ bóng.
Bây giờ tìm thử thỏ con coi có không nha. Hình như là Lú thấy người này hoạt động ở trên Facebook nhiều hơn. Không có. Như vậy là người này chỉ hoạt động ở trên Facebook thôi. Không có trên YouTube nha. Người này là nổi trội trên Facebook. Thì người này hình như là mỗi khóa học là đều phải mất phí đó, dạy online nhưng mà phải đóng tiền mới học được. Rồi bây giờ tìm đến người thứ hai là mẹ nhím. Lưu nhắc lại là thỏ con là trên Facebook nha, tìm trên Facebook mẹ nhím. À sao không thấy ta? À đây, mẹ nhím vlog. Có 78 video nha. Phải không ta? Để vào thử coi hay là người khác. Không phải rồi. Mẹ nhím vlog này là cái gì ấy? À cũng có nè, cũng có dạy mai nè, cũng có dạy mai nè, nhưng mà sao lại có hình như mảng ẩm thực gì nữa. Rồi tiếp tục. Mình vào thử cắt may mẹ bóng nha. Cắt may mẹ bóng. Gõ không dấu luôn, thử ra không? À có nè. 210 video và có 21,5 nghìn người đăng ký theo học. 210 video. Thì nếu mọi người xem hết từng video với cái lượng từng này video mà mọi người không biết nữa thì là thua. Đó, cắt may mẹ bóng, thấy chưa? Rất là đẹp. Video nè. Hướng dẫn cắt may đầm phối nơ 203 gì đây, cùng học chi tiết mới lạ sản phẩm nào. Sườn xám đầm bầu, đầm dấu bụng. Đi vô trong cái mục video xem nào. Đó, viền tà áo sườn xám. Review máy đóng ngọc trai, hướng dẫn may áo khoác măng tô. Đó, cô này cũng rất là đa năng, dạy rất là nhiều thứ ha. Rồi bây giờ còn còn lại ba người. Ba cái người này Lưu nghĩ khá trẻ và cũng rất là tài năng. Nếu mà những ai muốn làm cái thời trang cao cấp và dẫn đến là sản xuất để bán hay gì đó thì nên tìm cái người này. Đó là Phi Phi Style.
Cô này là từ rapping. Đó. Có 92 video và tận 305 đăng ký học. Kinh khủng chưa? Chỉ có 92 video, chưa được 100 video. Khủng khiếp không? Thì đây là một tay rapping. Thì mọi người cố gắng tìm ra ba cái người cuối cùng này, xem coi cái xu hướng hiện đại như thế nào nha. Đây là ba người trẻ và Lúa thấy cái phong cách rất là giống những nhà thiết kế chuyên nghiệp ở nước ngoài. Thì mọi người tìm thôi. Riêng cái Phi Phi Style này là rapping. Còn rapping là gì thì mọi người cứ vào kênh đó và học nha. Nha. Đây, có một cái kiểu cổ áo vest mà rất nhiều người hỏi nè. Đó. Đây, mọi người ai muốn làm cái kiểu áo, cái cổ áo vest này thì vào đây nha. Đó. Rồi. Tiếp tục. Người thứ hai Lúa muốn giới thiệu đến mọi người đó là Windy Kim. Windy Kim. Mọi người lưu ý ba cái người cuối cùng này ha. Windy Kim có 134 video và có 48,6 nghìn người đăng ký học, đăng ký theo học. Rất là nhiều nhiều mảng về cắt may và làm video rất là đẹp mắt. Người cuối cùng đó là Mimi Style. Có 84 video và 32,4 nghìn người đăng ký. Và một cái sư phụ mà rất là nhiều video. Lúa nghĩ là nếu là người Việt Nam mà muốn học cắt may trên mạng phải biết đến cô giáo này, đó là Ti Su Shop. Mọi người có cần hai Lúa gõ vô Ti Su Shop không? Để hai Lúa gõ thử nha. Lúa gõ chữ Ti Su không thử coi. À đây. Khủng khiếp. 3.419 video. Sự làm việc khủng khiếp, miệt mài. Nhưng mà Lúa lưu ý một điều, mọi người muốn theo học cô là mọi người phải có một cái nền tảng cơ bản cực tốt thì mới theo dõi kịp những cái gì cô hướng dẫn. Lúa lưu ý vậy thôi.
Có nghĩa là khi muốn theo dõi cô để hiểu được những cái điều cô nói thì mọi người phải có một cái nền tảng cơ bản tốt ha. Rất là nhiều kiểu đồ. Hình như là à chưa có vào kênh của cô cho nên nó hiện những cái kênh của người khác lên. 3.419 video. Kinh khủng quá. Rồi. Lời cuối cùng là hai lúa hy vọng là video